À, món con mực ở nhà mình mới hấp xong nè, là mình sẽ ăn thử để coi mùi vị nó như thế nào, để coi quý vị biết được cái mùi vị nó có lạ hay không ha. Mình sẽ nói cho quý vị hình dung. Nó cũng không đắng nè, nó cũng giống như rau bình thường, nó hơi nhẫn nhẫn tí xíu thôi chứ nó không có đắng, mà nó cũng không có chua không cay gì đâu, nó cũng dễ ăn. Nó như vậy có cái mùi, nghe cái mùi cỏ giống mùi thuốc nam thôi. Trời, mình gửi trả lại cho ba mình đây. Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị chế biến món cỏ mực ha. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một khúc cá, Sắc hành với nha. rồi mình sẽ sắc hành vô. Tại vì mình ăn cỏ mực không á, nó ngán, mình thêm tí cá tí gia vị thì nó sẽ dễ ăn hơn, giống như món rau vậy đó. Rồi, cá tươi ha, hành, tiêu, tí xíu muối tiêu, muối tiêu hả? Muối tiêu đây, nó dễ ăn. Muối tiêu nữa. Rồi để vô. Rồi, mình sẽ bỏ vào mình hấp. Hấp cách thủy nè quý vị. Đó, nước sôi rồi mình để cái dĩa cách khỏi mặt nước để cho nó hấp chín, mình không có luộc ha. Nắp lại. Rồi để nắp lại chờ cá chín, chờ cá chín rồi mình sẽ tiếp tục bỏ rau vào đó. Hành nó bị quéo lại rồi đó, miếng muối nó cũng thấm vào cá rồi, bây giờ mình đó, bỏ rau vào ha. Mình thấy là cách thủy là vậy nè, là cách với mặt nước không có đem luộc. Rồi, đây đây. Rồi, chờ luôn xem nè ha. Mình nhìn bên ngoài mình thấy nè. Đây đó, quý vị thấy không? Chính chưa? Mở ra coi thử nha. Chưa rồi, chưa chính thêm là tí nữa. chính là chính Chín là nè. đó, nó Nhanh quá xíu vậy. còn bao nhiêu đây nè. Rồi, quý vị thấy nãy mình bỏ vào một nắm, giờ nó còn đây nè, Đó. khoảng 2-3 đũa thôi. Cái hai đũa rau luộc mình ăn. Chính rồi đó. Rồi, quý vị thấy xèo luôn, như là Xong chín rồi, nè. tắt lửa. Đúng rồi, nhanh chung. Rồi giờ Rồi, là chờ ba nguội lấy ra ăn. lấy ra ăn thôi. À, ba cho con hỏi là hồi xưa là ba phát hiện bệnh suy thận mãn là trước đó là mình có bệnh gì không ạ? Hồi trước hồi năm 2002 lúc đó là ba bị sụt cân rồi lên Chợ Rẫy khám, nó bị bác sĩ cho biết là bị tiểu đường, Dạ, tức là nhập viện rồi suy thận mãn. Ba có hỏi bác sĩ Chợ Rẫy là bác sĩ nói không bao giờ hết, suy thận mãn là không suy hết hả? thận mãn là không bao giờ hết. Là lúc đó về nghe ông chính ở bển đó, ông chính còn bển, ông nói là ông đêm giao thừa, ông giám đốc bệnh viện Cần Thơ đó, ông nói là ông chúc Tết bà con mà ai có bị bệnh đó đó, tại vì ở bệnh viện ông có một người bệnh nhân cũng bị vậy, rồi về cái rồi ăn không biết ai bày rồi ăn cỏ mực chưng với cá lóc vậy, mà ăn mấy tháng lên ông xét nghiệm lại hết trơn. Vậy tức là đã có người ăn rồi. À, ăn rồi Chứ hết rồi, ông mới hỏi ông đó là ăn bằng cái gì mà hết. Ông mới nói là ông ăn cỏ mực chưng với cá vậy đó. Thời gian đó là bệnh mà còn đi làm ở thành phố đó, sáng đi chiều về, thành ra chiều về ăn chỉ được có một cữ thôi, thành ra thời gian nó kéo dài lâu, cả năm trời mới mới hết. Chứ còn nếu mà ăn mà ngày 2 cữ á thì trong vòng mấy tháng là có lẽ hết. Tức là đúng ra là mình ăn đúng liều lượng là một ngày 2 lần, thì Ngày trong hai vòng lần cỡ tầm 3-4 tháng là hết. con sau này ba hết rồi lên Chợ Rẫy khám khỉa 3 tháng liền, bác sĩ ổng cứ la sao kỳ ta hoài, ổng là ổng bắt xét nghiệm khỉa 3 tháng liền là mà bắt đầu rồi, ổng nói thôi đừng có lên đây nữa, tức là về ở quê, là ở địa phương đó là khám tiểu đường được rồi. Con đi đâu đó? Bà nội làm gì đó? Cỏ mực làm thuốc trị thận, trị bệnh thận, Chị bình thận trị hả? thận. Rồi cái này là con quay để giới thiệu mọi người. Bây giờ cái cỏ mực này để coi nó hình dáng ra làm sao kìa đã. Đây là nó Nè. hả? Cỏ mực Nè. Có Nó có cái cái bông bông này. nè. Hái cái lá này rửa sạch.
rồi hấp với cá lóc. Cái này thì cái liều dùng ngày sau mẹ? Một nắm cỡ mình gấp, mình hấp chín rồi cỡ gấp hai lần rau luộc mình ăn vậy đó, cỡ nắm vậy đó. Tức là cỡ một nắm rau phải không? Rồi mình bỏ lên mình hấp. Cỡ như hấp cỡ mình gấp hai đũa rau luộc vậy đó. Cỡ hai đũa rau. Cỡ hai đũa rau luộc. Là một ngày ăn mấy lại? Ăn hai cỡ, còn mình muốn ăn cỡ cũng được, hai cỡ thì tốt hơn. À. Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Thì trong các video trước, Sơn có hướng dẫn quý vị cách để sử dụng cỏ mực trị bệnh suy thận mãn tính và nó đã hết thực sự 100%. Thì quý ông bà mình có hỏi là có nhiều người trị hết hay không? Thì Sơn hôm nay sẽ nói chuyện với Dượng Hai. Đây là Dượng Hai Sang, thì người đã hết bệnh suy thận mãn tính từ cỏ mực. Mình sẽ hỏi những câu hỏi để cho quý vị tham khảo về cách ăn cỏ mực như thế nào và nó có khó chịu hay không và thời gian bao nhiêu lâu là nó hết. Thì xin chào Dượng Hai ạ. Dượng Hai cho con hỏi là hồi trước là mình bị suy thận mãn tính là từ cái bệnh nào mà nó chuyển qua suy thận mãn tính vậy? Dượng Hai bệnh thì tiểu đường. Dạ. Tiểu đường nay là mười mấy năm rồi nhưng mà đầu nó mới chuyển qua suy thận mãn tính. À. Thì cũng bị cũng lâu lắm rồi nhưng mà không biết, lên mấy xét nghiệm máu lại thì nói là suy thận mãn tính. À. Nhưng mà về giờ uống nhiều của ông bạn ông chỉ là uống cỏ mực, ăn cỏ mực chân với cá lóc, uống hồi đi xét nghiệm là máu nó lên là 134, nhưng mà uống 2 tháng sau thì còn 120 để trở về bình thường. Dạ. Từ đó tới nay là coi như là hết hẳn luôn. Dượng Hai khi mà ăn như vậy thì mình ăn một ngày ăn mấy lần? Một ngày ăn là 2 lần, ăn chân với cá lóc, là ăn sáng ăn một chén cũng hơi lưng lưng vậy thôi, là chiều ăn một chén. Dạ. Chân lộn với cá lóc là ăn bình thường thôi chứ không có gì vậy đó, không có chân lộn gì nữa hết. Thì thường thì con thấy ba thì ăn là từ 3 đến 6 tháng, mà Dượng Hai sao ăn có 2 tháng xuống rồi? Ăn mới có 2 tháng nhưng mà đi xét nghiệm thấy nó hết rồi, lên bác sĩ nói hết rồi thôi thì thấy nó cũng quá là đạt rồi thôi, ngưng rồi sao mới đi xét nghiệm trở lại cũng không còn nữa. Dạ, tức là của Dượng Hai là 130 hả Dượng Hai? Bình thường thì bác sĩ nói là 120 nhưng mà bữa đó là máu lên là 134. Dạ, 134 là thuộc suy thận giai đoạn 2. Suy thận mãn. Suy thận mãn giai đoạn 2. Đó, nên là giai đoạn đầu á quý vị, nên là ăn ít thì ăn trong vòng thời gian ngắn thì nó sẽ hết nhanh. Chứ còn nếu mà mình bị nặng một tí thì mình phải nhiều ăn nhiều hơn và ăn lâu hơn. 6 tháng ạ. Dạ. Khi ăn thì nó có khó chịu trong người hay như nào không Dượng Hai? Không, ăn thì bình thường, ăn cũng như ăn rau vậy thôi chứ không có gì hết. Dạ, tại con thấy một số người bắt đầu họ ăn cỏ mực thì họ nói 1-2 ngày đầu cảm thấy nó bứt rong, bứt khó chịu. Không có Dượng Hai không? Không, cũng như là không có bị gì, ăn mà bình thường thôi. Dạ, chắc có lẽ là họ ăn 1-2 ngày đầu nó sẽ bị khó chịu cái bao tử thì chưa quen. Cảm ơn Dượng Hai đã chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Chào quý vị. Nói là bà con cũng ráng là kiếm cái thuốc nam nó ăn đi là gì tận mãn là nó hết cảm. Nếu như bệnh nhiều thì ăn 6 tháng. Dạ. Còn bệnh ít thì ăn về 3 tháng thôi. Dạ, quý vị cố gắng kiên trì nha. Rồi nó không có tốn tiền, không có tốn công sức gì hết. Và đây là nhiều người đã hết thực sự rồi. Đây là kiến thức mà Sơn cùng quý ông bà, cô bác như Dượng Hai đây chia sẻ. Thì anh chị em và ông bà cố gắng. Dạ. Chúc mọi người sức khỏe và hẹn gặp lại. Don't stop.